Xin được chào mừng quý khán giả đến với chương trình Nhật ký Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27/2015 non sông liền một giải. Xin được cảm ơn Tôn Hoa Sen, nhà tài trợ chính của chương trình, trà thảo mộc Dr. Thành, nhãn hàng tài trợ đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay là chặng thứ hai của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay, từ thủ đô Hà Nội đi Thanh Hóa đường dài 155 km. Đây là chặng đường trường đầu tiên của Cúp Truyền hình năm nay và sau đây sẽ là những điểm nhấn ấn tượng trong ngày. Và sự kiện đầu tiên của chương trình nhật ký ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu áo vàng và áo xanh của Lê Nguyệt Minh có bị thay đổi hay không. Cần hơn 3 giờ đồng hồ để tay đua đầu tiên vượt qua lộ trình 155 km từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Nhưng chỉ cần 18 giây để chiếc áo vàng tìm được chủ nhân mới sau chặng 2. Châu Hồng Hậu của ekip VTV Cần Thơ cán đích sớm nhất trước áo vàng chặng 1 Lê Nguyệt Minh 8 giây. Cộng với 10 giây được thưởng, tay đua Cần Thơ đã chính thức đoạt áo vàng sau 2 chặng. Cảm giác em rất là vui sướng và rất là hạnh phúc ạ. Em sẽ cố gắng hết mình để giữ được chiếc áo vàng này càng lâu càng tốt ạ. Chiến thắng của Hồng Hậu được xem như sự tưởng thưởng cho nỗ lực của một hiện tượng. Liệu tay đua của VTV Cần Thơ có tiếp tục giữ được áo vàng sau chặng 3? Đó là chuyện của ngày mai. Còn hôm nay, Hồng Hậu xứng đáng được tận hưởng niềm vui của người chiến thắng. Chỉ cần 18 giây, áo vàng đã đổi chủ từ Lê Nguyệt Minh sang cho Hồng Hậu. Để tạo nên 18 giây đó, xuất phát từ các yếu tố. Thứ nhất, thời tiết thuận lợi, đường tốt trong chặng 2 từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Thứ hai, sự sung sức của các tay đua do chỉ mới khởi đầu cuộc đua. Hai yếu tố trên thúc đẩy các đội tổ chức tấn công liên tục, đưa tốc độ đoàn đua lên rất cao, trung bình hơn 45 km/h. Có khi là vận động viên, huấn luyện viên phải kêu dằn lại, vận động viên vẫn là sung sức lại tấn công đi. Với tốc độ cao đó, bản tổng sắp thường xảy ra những diễn biến mới và đôi khi là những bất ngờ. Chiến thắng của tay đua cho Hồng Hậu VTV Cần Thơ là ví dụ điển hình. Cùng với hai yếu tố trên, yếu tố quan trọng không kém đến từ chính Lê Nguyệt Minh và tập thể hai đội VOS Manasium Thành phố Hồ Chí Minh. Họ chấp nhận chọn thế cờ trên để tránh sớm phải đường đầu trực tiếp với các đối thủ mạnh như An Giang, Dược Domestico Đồng Tháp, ADC Truyền hình Vĩnh Long hay Quân khu 7. Mất áo vàng nhưng tập thể Thành phố Hồ Chí Minh không mất thế chủ động. Bởi lợi thế hướng đến áo vàng chung cuộc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Thành phố Hồ Chí Minh. Chặng thứ hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa là chặng đường trường đầu tiên của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 và đây là thời điểm hợp lý để chúng ta nhìn lại những sự khác biệt giữa đua ski và đua đường trường là như thế nào. Chuyển từ đua ski sang đua đường trường, các tay đua phải hoàn tất lộ trình dài hơn gấp 2 đến 3 lần, đòi hỏi sức bền và sự phân phối sức hợp lý hơn. Hình thức tiếp tế, chuyển từ đứng tại chỗ sang di chuyển trên xe. Các tay đua không chỉ uống mà bắt đầu ăn các loại thực phẩm bổ sung năng lượng nhiều hơn. Một số trụ cột đóng thêm vai trò người vận chuyển, mang nước thực phẩm từ các xe tiếp tế lên cho từng đồng đội. Đua đường trường, đoàn đua bị tách ra nhiều tốp hơn đua ski. Khoảng cách giữa các tốp từ vài chục giây lên đến vài phút. Đua đường trường cũng là lúc các huấn luyện viên đấu trí, xử lý chiến thuật nhiều hơn. Các huấn luyện viên phải vừa quán xuyến tất cả, vừa chỉ đạo kịp thời cho những tay đua chủ lực. Đó là những nét khác biệt cơ bản cho thấy đua đường trường tuy khó khăn hơn nhưng cũng nhiều điều thú vị hơn. Nhất là khi đoàn đua bước vào những cung đường miền Trung đầy nắng gió và đặc biệt là những ngọn đèo khắc nghiệt như Ngoạn Mục và Đèo Prenn. Thưa quý
vị, như vậy là chặng thi đấu thứ hai của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 2015 nó xong liền một giải đã kết thúc chặng thi đấu thứ hai từ Hà Nội đi Thanh Hóa. Và đến đây xin được cảm ơn nhà tài trợ Tô Hoa Sen, nhà tài trợ chính của chương trình, Trà Thảo Mộc Dr. Thành, nhãn hàng tài trợ đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Nhật ký Cúp Truyền hình vào ngày mai với chặng thứ ba từ Thanh Hóa đi Vinh.